Được coi là miền đất hứa, mỗi năm Canada thu hút hàng ngàn người Việt Nam tìm cách định cư vào nước này. Tuy nhiên, trong hành trình này, không ít trường hợp đã bị lừa đảo hàng chục ngàn đô la bởi các tổ chức ma, hay còn gọi là Ghost Agents. Theo luật Canada, chỉ có thành viên của Hiệp hội Giám sát Hỗ trợ Di trú và Nhập cư Canada, viết tắt là CICC, và luật sư di trú mới có thẩm quyền tư vấn hồ sơ di trú Canada. Với hơn 17 năm kinh nghiệm, di trú đỉnh cao, Apex Migration là một trong những công ty tiên phong đã khẳng định được uy tín của mình trong lĩnh vực tư vấn và thụ lý hồ sơ di trú Canada. Tiền thân là công ty Việt World, Apex Migration được Aileen Xuân Nguyên Nguyễn sáng lập từ năm 2004. Với bề dày kinh nghiệm, Aileen Xuân Nguyên là thành viên của CICC cùng với đội ngũ của mình đã thành công trong việc hỗ trợ hàng chục ngàn trường hợp định cư tại Canada. Chào quý vị trở lại với chương trình Coming to Canada, chuyên giải đáp thắc mắc về di dân di trú cùng với Xuân Uyên, thành viên của CICC, member ID là R416447. Hôm nay Uyên sẽ nói cho các bạn về cái đề tài làm neo có định cư được ở Canada hay không. Và những cái gì Uyên nói ngày hôm nay á, chỉ có hiệu lực ở thời điểm hiện tại với bộ luật hiện tại và có thể là có hiệu lực trong một vài năm tới thôi, chứ không phải là nó là một cái bộ luật xưa nay nha. Đây chỉ là một cái sự phản ứng theo cái thay đổi của nhu cầu của kinh tế Canada thôi ha. Cho nên đây là những cái luật mà nó thay đổi để phù hợp cho vấn đề kinh tế cũng như là nhu cầu của đất nước ở một cái thời điểm cụ thể nha. Rất là nhiều năm thì cái nail technician, cái vị trí mà job là chuyên viên làm nail đó, họ được liệt kê trong một cái danh sách, nó nằm ở cái nắp C, có nghĩa là nó liệt kê vào cái low skill chứ không phải là high skill, có nghĩa là nó thuộc về lao động chân tay. Nhưng mà đối với Uyên thì đây là một cái đòi nghệ thuật rất là cao, không hiểu sao, nhất là các bạn mà có thể vẽ nghệ thuật được. Thì anyway, họ liệt kê vào cái ngành nghề thuộc về low skill. Và khi mà low skill của cái thời điểm trong quá khứ đó, mà trong ngành nail thì họ lại cảm thấy là không cần thiết. Và đã rất nhiều năm, Service Canada bên Sở Nhân lực không bao giờ mà cấp những cái LMAA issue cho tiệm nail cả. Rất là khó. Cho đến những cái năm gần đây thì Uyên đã thành công làm LMAA cho rất nhiều nail salon nằm ở những cái tỉnh bên bờ Đại Tây Dương hoặc là bên hướng West. Ví dụ như là Manitoba, Saskatchewan, còn những bốn cái tỉnh bên Atlantic như Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, thì là tất cả những cái tỉnh bang đó là rất là cần người làm và rất là khó thuê người làm. Cho nên Uyên đã thành công làm LMAA rồi sau đó là work permit cho những cái nail salon bên đó. Và những cái năm đó là Uyên cũng không có nhận làm LMAA cho tiệm nail của tỉnh bang Ontario, nhưng bắt đầu năm nay là Uyên đã bắt đầu nhận làm LMAA cho những nail salon tại tỉnh bang Ontario hoặc là BC hoặc là những cái tỉnh bang lớn. Tại vì tình hình bây giờ như chúng ta đã biết, ngay cả Thủ Hiến cũng đã kêu gọi với chính phủ liên bang là phải làm thuận tiện, làm thuận lợi để cho cái hệ thống di trú của mình có thể thuê thêm người ngoài vô để mà làm. Thì nail technician hiện nay là Uyên đã bắt đầu nhận để làm luôn cả những cái tỉnh bang lớn như là Ontario và BC nha các bạn nha. Như vậy thì ngành nail theo luật hiện tại có được định cư Canada hay không? Bây giờ Uyên sẽ nói nó có hai dạng ha. Theo cái luật hiện nay, các bạn nào đã được những tiệm nail salon từ những cái tỉnh bang lớn như là BC rồi Ontario hoặc là những cái tỉnh bang nằm ngoài bốn tỉnh bờ Đại Tây Dương như Saskatchewan, Manitoba hay là Alberta vân vân, thì các bạn chỉ được phép làm việc bằng cái giấy phép làm việc đó mà thôi cho cái tiệm nail salon đó. Những tỉnh này chưa có cái diện định cư nào mở ra cho chuyên viên ngành nail, tuy nhiên các bạn vẫn hợp lệ và được phép làm việc theo cái chiều dài hiệu lực của cái work permit của mình nha. Còn cái dạng thứ hai là nếu các bạn nào có giấy phép làm việc cho nail salon tại các tỉnh bang của bên bờ Đại Tây Dương là bốn cái tỉnh bang New Brunswick, Newfoundland, Prince Edward Island và Nova Scotia đó, thì các ngoài cái giấy phép làm việc của các bạn cũng có giá trị y chang như các bạn làm ở những cái tỉnh bang kia, tuy nhiên các bạn có một cái cơ hội định cư nếu như các bạn
có thêm những cái điều kiện đi kèm. Tôi nói ví dụ như nếu như cái tiệm nail salon đó chịu hỗ trợ định cư cho các bạn, có nghĩa là họ phải cần làm một số thủ tục với bên chính phủ để mà kiến nghị cái tên của bạn vào cái vị trí nail technician gì đó cho cái tiệm của họ nha. Thì nếu như họ chịu làm cái đó và bạn là phù hợp, có kinh nghiệm làm việc trong vị trí đó, tiếng Anh phải từ 4 chấm trở lên, 5 chấm là tốt nhất mà từ 4 chấm là cũng đủ rồi ha, thì các bạn có cơ hội để apply định cư theo diện AIP, đó là cái chương trình Atlantic Immigration Program. Ok, thì hôm trước Uyên có nhắc sơ trong cái phần chương trình AIP rồi ha. Bây giờ Uyên nói cụ thể về ngành nail nha. Thì ngành nail á là nó nằm ở NOCSI, nhưng mà dưới cái chương trình định cư của AIP đó thì nail technician được liệt kê ở dưới cái danh sách của cái nghề làm đẹp, có nghĩa là esthetician ha. Và Uyên nhớ không lầm thì dưới cái danh sách đó là những người chuyên làm chân tay nước, là pedicurist và manicurist, đều được nằm trong một trong những cái vị trí mà có thể kiến nghị với chính phủ bởi cái nail salon mà các bạn đang làm hay là nhận các bạn làm để mà apply định cư. Ok, chỗ này nó hơi confused. Các bạn nào đã đang có mặt tại Canada rồi, có giấy phép làm việc cho những nail salon đang nằm ở 4 tỉnh bang đó rồi, thì nếu như họ chịu hỗ trợ các bạn định cư thì họ làm thêm một bước nữa là làm những cái thủ tục nãy Uyên nói, đăng ký với tỉnh bang rồi kiến nghị cái hồ sơ ở tên của các bạn lên ha. Và những cái kinh nghiệm mà các bạn làm cho tiệm của họ sẽ trở thành một trong những cái điều kiện phù hợp để mà apply định cư, đúng không? Rồi, còn những bạn nào đang ở ngoài Canada, các bạn vẫn có thể apply định cư dưới cái diện nail technician theo chương trình AIP nếu như bạn có một trong những cái tiệm nail salon nằm ở 4 tỉnh bang đó chịu hỗ trợ định cư cho bạn. Có nghĩa là họ sẽ làm những cái thủ tục như làm cho các bạn hồi nãy đó. Và các bạn thay vì kiến nghị một cái tên người nào ở trong Canada thì họ sẽ kiến nghị cái tên của người nail technician, cái người chuyên viên nào ở bên ngoài Canada, ví dụ như ở Việt Nam. Và các bạn ở Việt Nam cũng sẽ phù hợp với những cái điều kiện đó thì dễ thôi. Các bạn nào mà muốn apply theo cái diện mà định cư theo nghề nail thì các bạn miễn là có kinh nghiệm làm nail, các bạn nào đã có được lấy chứng chỉ ngành nail hay là trong cái phương diện làm đẹp, những cái chứng chỉ về làm đẹp hay làm nail thì càng phù hợp cho cái diện này ha. Chứ không có nhất thiết là các bạn là phải đã từng làm việc ở trong tỉnh bang AIP thì các bạn mới được. Nếu các bạn đã từng làm việc bên ngoài Canada, có cái kinh nghiệm làm nail ở ngoài Canada mà phải chứng minh được nha. Rồi được một cái nail salon ở 4 tỉnh bang đó nhận mình, có nghĩa là họ cho mình một cái job offer đó, thì một cái job offer đó sau đó là họ sẽ kiến nghị cái tên của các bạn lên cho chính phủ. Và khi chính phủ xem xét cái hồ sơ của cái nail salon đó, rồi hồ sơ của bạn, và họ sẽ endorse cái job đó. Nếu mà tất cả đều hợp lý thì chính phủ sẽ endorse, có nghĩa là làm hợp thức hóa lên cái vị trí mà nail salon đó thuê bạn. Khi mà các bạn có được cái job endorsement rồi á, nếu như tiệm nail đó họ cần các bạn qua liền thì cái người luật sư của bạn sẽ lập tức xin cái work permit để cho các bạn đi qua đây làm cho người ta trước. Và trong lúc chờ đợi đó, trong lúc chờ đợi thì trong vòng 90 ngày sau thì cái người luật sư của bạn sẽ làm cái thủ tục và nộp đơn xin định cư cho bạn luôn. Ok. Và cái này nó chỉ xảy ra sau khi các bạn có được một cái job endorsement, có nghĩa là cái công việc của cái nail salon, cái job offer đó mà nó được chính phủ hợp thức hóa rồi, có nghĩa là họ endorse rồi đó, thì nó mới có cái hiệu lực định cư nha các bạn nha. Có nghĩa là các bạn nào đi làm việc thì cứ làm việc ha. Các bạn nào chưa từng có kinh nghiệm tại Việt Nam mà làm việc ở đây thì các bạn có thể dùng cái kinh nghiệm đó để làm một trong những cái điều kiện phù hợp để mà đăng ký định cư nếu như cái tiệm bạn đang làm nằm ở bờ tại Tây Dương chịu hỗ trợ cho bạn định cư, đúng không? Nếu các bạn đang ở Việt Nam có kinh nghiệm làm nail 2-3 năm gì trở lên đó, phù hợp với những cái điều kiện với hợp đồng mà cái một trong những cái tiệm nail salon ở bên những cái tỉnh 4 tỉnh bờ Đại Tây Dương mà chịu thuê họ, thuê người, thì các bạn vẫn có thể apply định cư thẳng luôn. Khi mà cái job offer của mình á,
đã được chính phủ endorse hợp thức hóa rồi thì các bạn có thể đợi khi nào có PR rồi đi qua luôn, hoặc các bạn có thể xin work permit trước để đi sang. Thì như Uyên hay thường nói trong mấy cái clip khác, nếu như các bạn độc thân và cái người chủ đó họ cần mình liền thì nên mình có thể là đi qua trước để làm việc, cho nên là cái người luật sư của bạn sẽ xin cho bạn cái giấy làm việc trước. Còn nếu như các bạn có gia đình mà người chủ người ta không có cần mình quá gấp á, thì Uyên khuyên là các bạn nên đợi có PR rồi mới qua luôn. Tại vì đối với Uyên á, nó khác nhau có mấy tháng thôi à. Mà thật sự khi mà mình làm cái work permit nhiều khi mình cũng đình trệ cái quá trình định cư của mình nữa. Cho nên các bạn nào có gia đình, có chồng, có con mà không nỡ xa con xa chồng đó, tụi em đề nghị là đợi có PR rồi hãy sang luôn. Và lúc đó mình làm luôn nha các bạn nha. Rồi. Rồi. Ngược lại với những các bạn mà có cái giấy phép làm việc nail nhưng mà nằm ở những cái tỉnh bang ngoài bốn cái tỉnh bang kia thì như thế nào? Các bạn có thể dùng cái kinh nghiệm làm việc của mình tại những cái tỉnh bang ngoài để mà chuyển tới một cái nail salon tại bốn tỉnh bang đó để hỗ trợ định cư nếu như mà họ chịu hỗ trợ định cư cho mình. Bây giờ mình nói tới cái điều kiện định cư một chút xíu cho các bạn làm nail technician nha. Về cái người thuê mình, chủ thuê là mấy cái nail salon á, thì họ có những cái thủ tục riêng, thì cái người thụ lý hồ sơ của mình sẽ hướng dẫn họ riêng, cho nên mình không có cần lo cái đó. Còn cái bản thân của mình á, thì mình là nail technician thì dĩ nhiên mình phải, đầu tiên là mình phải cho người ta thấy được là mình có những cái kinh nghiệm và những cái học thức hay là những cái huấn luyện về cái ngành nail đúng không, hay là cái vị trí mình được thuê. Rồi sau đó là tiếng Anh mà lý tưởng nhất là 5 chấm, còn tiếng Anh mà 4 chấm á, thì trong cái settlement plan á, có nghĩa là trong cái hồ sơ mà làm cho chương trình AIP đó, thì một trong những cái phần định cư là cái phần settlement plan, là cái phần mà để ổn định cuộc sống cho các bạn có những cái thời gian đầu, thì mình phải có thêm một cái chút gì đó để mà convince chính phủ, có nghĩa là thuyết phục chính phủ là mặc dù tiếng Anh tôi có 4 chấm thôi nhưng mà khi mà tôi sang là tôi sẽ làm những cái này cái này cái này thì tôi cũng sẽ hòa nhập được với cuộc sống và tôi sẽ làm việc được tốt. Có nghĩa là như vậy ha. Còn các bạn nào mà được tiếng Anh 5 chấm IELTS á, thì là cái hồ sơ của mình nó sẽ được điểm cao hơn một chút xíu về vấn đề tâm lý ha, và cũng trong cái cách mà chuẩn bị hồ sơ nó cũng đơn giản hơn một chút xíu. Và nhớ là khi đi thi IELTS á, thì là mình phải thi cái general option nha các bạn, đừng có thi academic option, tại vì academic option là dùng cho các em đi học, đi du học thôi nha. Rồi còn một cái mình muốn nhắc nữa là gì biết không, là các bạn mà chỉ đi sang đây làm việc trong ngành nail thôi chứ không phải là định cư đó, thì tại vì có nhiều bạn á, mình rất là nghèo, mình không có đủ tiền để mà làm cái hồ sơ định cư, tại vì hồ sơ định cư nó tương đối là phức tạp, nó có nhiều bước thì cái phí nó tương đối là cao gấp mấy lần cái phí thường, cho nên có nhiều bạn gom chỉ có đủ để mà xin làm việc mà thôi. Thì những các bạn đó đó, làm cách nào để mà mình có cái cơ hội mà được được mà nhân viên di trú họ cấp cho cái work permit dễ, thì là các bạn cũng phải nên show cho họ thấy là mình có anh văn. Bây giờ em nói nè, các bạn nào mà không biết là có đủ tiền để đi ôn thi anh văn hay không, rồi và em biết là đi học anh văn ở Việt Nam cũng rất là mắc, nếu mà các bạn không có tiền để mà học ôn thi nhiều thì các bạn cũng nên tự học và sau đó là cố gắng thi làm sao mà được 4 chấm thì mới có những cái cơ hội khác khi mình sang đây. Nhưng mà không phải chỉ là có cái cơ hội để định cư, cái mà mình quan tâm là cái khả năng để giao tiếp của các bạn ở ngoài xã hội để mà sang đây làm việc không bị người ta ăn hiếp, hoặc người ta nói cái gì mình cũng hiểu sơ sơ để mình không có bị quá là mất tự tin. Tại vì Uyên thấy đa số các bạn không biết là tiếng Anh 4 năm chấm, nhưng khi mà qua môi trường làm việc rồi, khi mà tiếp xúc với người ở đây thì Uyên thấy là cái ngôn ngữ, cái trở ngại về ngôn ngữ đã làm cho các bạn thiếu tự tin rất là nhiều, và nhiều khi khi mình hiểu lầm khách hàng hay mình hiểu lầm người nào đó thì cái sự phản ứng lại cái giao tiếp của mình nó sẽ bị giới hạn rất là nhiều nha. Rồi thì khi mà các bạn nếu Luyện nói cái bạn mà thường thường á, tôi cảm thấy là nếu như các bạn mà không có tiếng Anh á thì có một số tỉnh á, những người officer đó họ thấy là cần quá hay sao rồi họ dễ họ bỏ qua, họ vẫn cho cái work permit. Có nhiều bạn không biết tiếng Anh luôn mà người ta vẫn cấp work permit, nhưng mà
Ở có nhiều tỉnh bang như Ontario của mình á, hầu như khi mà không có tiếng Anh á, dễ bị chấm rớt lắm. Cho nên Uyên hay thường nói là những bạn mà đi làm việc trong nghề nail mà không có tiếng Anh đó thì cái cơ hội thành công chỉ có 50% thôi. Tại vì sao? Họ sẽ dựa vô cái hợp đồng và cái quảng cáo của cái nail salon trong lúc họ làm LMAE. Trong lúc họ làm LMAE đó thì chắc chắn là họ phải ghi là họ cần một người, có thể họ sẽ ghi là no secondary, là không có cần phải tốt nghiệp và high school, không có cần tốt nghiệp trung học gì cả, tôi chỉ cần người biết kinh nghiệm làm nail thôi. Nhưng trong cái phần mà ngôn ngữ thì bắt buộc họ phải để là có tiếng Anh, chứ họ không thể nào họ nói không có tiếng Anh được. Mà khi mà họ quảng cáo không có tiếng Anh, không có high school mà trả cái giá cũng là tương đối cao, thì ở đây một đống người nó apply luôn thì tại sao không thuê mà phải thuê người ngoài nước, hiểu không? Cho nên là nếu như em dặn là nếu như các bạn nào không có tiền đi thi IELTS thì ít nhất có thể chứng minh được là làm sao mình có thể nói được tiếng Anh. Ví dụ như em biết là trong cái bằng high school, trong cái bằng trung học Việt Nam các bạn cũng có cái môn Anh văn. Lấy ví dụ, hoặc là mình đang đi học thêm ở một cái trung tâm nào đó cho Anh văn thì mình xin cái trường đã xác nhận là mình đang đi học. Như vậy thì mình cũng có thể cho cái người officer xét hồ sơ của mình biết là tôi mặc dù tôi không có thi cái IELTS, tôi không có đủ thời gian thi, nhưng mà tôi cũng nói chuyện được và đây là những cái mà tôi đang tham gia, đúng không? Nói chung là các bạn phải sáng tạo cái hồ sơ của mình cho nó có cái gì đó để mà người ta có cái lý do để người ta cấp cái work permit cho mình. Tại vì ở đây làm LMA rất là khó, sau khi đó thì lại lại làm cái work permit mà mình bị rớt vì cái thiếu Anh văn thì cũng rất là uổng, đúng không các em? Để trở lại cái câu hỏi của mình, làm ngành nail có định cư Canada được hay không, thì tóm tắt lại là các bạn có thể đi qua làm việc với giấy phép làm việc cho tiệm nail salon ở bất cứ nơi nào trên Canada. Những tiệm nail salon nằm ngoài bốn cái tỉnh Atlantic thì không có cái quyền lợi là được hỗ trợ thuê người, hỗ trợ họ định cư theo nghề nail technician. Chỉ có những tiệm nail salon nằm trong bốn tỉnh của Atlantic thì mới có quyền hỗ trợ định cư cho các bạn làm trong ngành nail, hiểu ha? Rồi, còn tất cả mọi người đều có thể đi qua làm việc ở bất cứ nơi nào trên Canada, trong bất cứ tiệm nail salon nào. Tất cả những cái kinh nghiệm làm việc của các bạn ở ngoài Canada hoặc là bên trong Canada đều được tính là những cái điều kiện để mà apply định cư nếu như các bạn phù hợp ở một cái nail salon ở cái tỉnh bang thích hợp nha. Và thật sự em cũng đang nói cái chương trình AIP đó các bạn, cũng không phải là cái gì ha, nhưng mà nói cụ thể một chút cho các bạn hiểu. Cho nên là những cái bạn mà làm mà trong cái nghề làm đẹp thì nghề ngoài ngành nail ra, thì các bạn mà làm chủ tiệm nail ở Việt Nam hay là các bạn làm mà chủ của một cái thẩm mỹ viện hay là một cái nơi làm đẹp, thì các bạn dĩ nhiên cũng có thể xin định cư theo diện AIP ở bốn tỉnh bang đó, ở dưới cái vị trí ví dụ như là làm đẹp, esthetician làm đẹp nữa, chứ không có nhất thiết là phải làm nail không ha, làm đẹp nè, rồi làm quản lý hay làm supervisor trong một cái tiệm nail cũng được luôn nha. Tại vì chương trình AIP là họ có cho một cái số vị trí quan trọng mà phù hợp cho những cái doanh nghiệp ở bên đó. Rồi, vậy thì chắc là đủ thông tin cho mấy bạn bên làm nail rồi ha. Rồi, subscribe cho Yên nha. Nếu các bạn nào xem lần đầu, bấm giúp subscribe, nhấn cái chuông kế bên để được thông báo những cái video kế tiếp nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.